Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có lúc có mưa, trời nắng gián đoạn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, khu vực này mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 86%.